Chào tất cả mọi người đến với video tiếp theo mình nha. Của mình là Trường Cán. Thì hôm nay mình nè bác những cái dưới ra bằng ngoài bác nha anh em. Hiện tại cao đang cao đây. Chuẩn bị cao lên. Đây là đang quấn nha mọi người. Đang livestream trực tiếp. Này đang quấn coi để chuẩn bị cao lên. Rồi giờ mình sẽ đi ra xa một tí rồi sẽ quay giờ tất cho mọi người xem nha. Rồi dán cổng làng nè anh em ơi. Chuẩn bị cho nó ra ngoài bác. Mình chỉ quay xe ra một tí để lói hết cảnh nha anh em. Đâu là đúng không? Rồi một coi đã lên xe an toàn nha anh em, một coi đã lên xe an toàn nha. Rồi chuẩn bị cao chơi coi thứ hai nữa nha mọi người. Bye bye. Rồi tiếp tục là cao coi phía bên này nha mọi người. Đó, cao đây bắt đầu thì sẽ cao coi bên này, coi bên này nữa là lên xe, nữa là bắt đầu ra ngoài kia là mình sẽ cho lên xe lớn nha mọi người để vận chuyển đi ra bắc. Rồi quay đấy, cái chỗ đó bò đấy. Chú đang chưa là cái do gì mà rào lên luôn á. Để chỗ đá này. Đang cắt mất cái rễ ra, nó khỏi dính mà rễ dưới nó khỏi rớt két nha mọi người. Cái khóa rễ ra này to thì rất là to khủng luôn nha mọi người. Nói cho mọi người hiện tại thì đèn quấn ở phía dưới góc lại cho nó khô chơi két nè mọi người. Quấn dưới góc rồi nè, chín lại luôn này đó. Cái này là két nó sẽ không còn cháy nữa nha mọi người. Két sẽ không còn cháy nữa. Đây là một cái cảnh về mà chăm sóng rồi uống tay cành rồi vận chuyển đi nữa là rất là cực nha anh em. Rất là cực. Làm từ hồi sáng tới giờ mà bây giờ là 1 giờ chiều rồi nha. 1 chiều cuối cùng rồi cũng xếp lên rồi. Xếp xong rồi, chúng là cũng mừng. Giờ chuẩn bị cáo chi nữa. Đánh dũng luôn.
chim bay cục còi. Còi này đã lên xì là đã không thành nha. Còi này lên xì nữa nó không thành. Đã hoàn thành. Xong rồi còn lên xì. Tạm dừng tại đây nha mọi người, nhớ đăng ký kênh mình để xem những video mới của mình nha mọi người. Bây giờ thì đường tạm dừng mọi người nha. Sao này?